đã được Bộ Y tế đã phê duyệt vừa rồi, các anh chị chắc cũng có trong tay rồi đúng không ạ? Thế thì về cơ bản mà nói thì cái guideline của Việt Nam chúng ta cũng đã được update theo cái Gold 2018. Nói vì lúc chúng tôi họp về cái vấn đề này thì cũng đã Gold 2018 đã ra rồi, nên cũng tiếp thu các cái khuyến cáo của Gold 2018 kết hợp với một số các cái nghiên cứu mới ra sau đó. Thế thì đây là các cái nội dung chính trong cái phần mà được Bộ Y tế chính thức thông qua rồi. Chương 1 về hướng dẫn chẩn đoán, đánh giá. Chương 2 thì quản lý điều trị giai đoạn ổn định. Chương 3 thì liên quan đến các cái, và sau đó thì các cái phần cuối cùng là phần phục hồi chức năng hô hấp. Thì trong phần phụ lục thì có một phần liên quan đến các tiêu chí phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái này thì chúng tôi cũng trên cơ sở cái bản trước có update lại và có đưa cái danh mục các cái thuốc cũng là cơ sở để sau này có cái điều kiện này mà chúng ta sẽ trao đổi với Bảo hiểm Y tế trên mấy cái phương diện. Một là liên quan về vấn đề thuốc, danh mục thuốc thiết yếu, thì chúng tôi biết là liên quan đến việc mà lựa chọn các thuốc và danh mục thuốc thiết yếu được bảo hiểm chi trả sẽ phụ thuộc vào mấy cái vấn đề. Một là phụ thuộc vào cái liên quan đến các nghiên cứu trên thế giới. Thứ hai, liên quan đến việc approve của các nước lớn như FDA hoặc là của châu Âu. Thứ ba là liên quan đến việc có trong khuyến cáo guideline chính thức của các hội nghề nghiệp hoặc là của Bộ Y tế. Thì đây, trên cơ sở đó chúng tôi cũng cố gắng đưa vào để rồi sẽ giúp cho bệnh nhân Việt Nam có nhanh chóng tiếp cận được với các cái chế phẩm trên đã và sẽ có trên thị trường Việt Nam. Thế phần thứ nhất liên quan chẩn đoán và đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng các bạn cái định nghĩa cũng rất là kinh điển rồi, và năm vừa rồi thì Gold 2018 thì vẫn giữ tương tự những năm trước, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái bệnh lý hô hấp có thể phổ biến và dự phòng điều trị được và đặc trưng bởi các cái triệu chứng hô hấp dai dẳng, giới hạn đường khí thở với những tất cả cái đó là hậu quả do những cái bất thường của đường thở học phế nang, do phơi nhiễm với các phân tử khí độc hại. Và cũng nhấn mạnh cái phần có bệnh đồng mắc, và sáng nay thì chúng ta có cái phần session về liên quan đến bệnh đồng mắc về tim mạch á. Phó giáo sư Phạm Minh Hùng ở hội trường bên cạnh đã cùng với hai báo cáo viên nữa đã trao đổi về vấn đề bệnh đồng mắc tim mạch, trong đó tắc động mạch phổi, các vấn đề tăng áp động mạch phổi, vấn đề bệnh lý mạch vành, vân vân. Thế thì về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên thế giới thì chúng ta biết rồi, ở Việt Nam chúng ta thì đã có những cái nghiên cứu về tần suất ở 4,2% người lớn trên 40 tuổi. Và ước tính là chúng ta cũng có khá nhiều các bệnh nhân liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta cũng đều biết rồi. Thế thì ở đây trong guideline của chúng ta có đưa ra cái phần chẩn đoán tại cơ sở chưa có máy đo chân hô hấp. Cái này cũng là cái thật thù, thực ra các nước thì người ta không đưa ra như vậy. Bởi vì tính đã các anh chị thấy là tiêu chuẩn vàng phải đo chân không khí, nhưng trên thực tế thì nhiều cơ sở y tế, đặc biệt những cơ sở y tế tuyến cơ sở quận huyện trở xuống là chân hô hấp và không khí là khó chưa có đầy đủ, nên chúng tôi cũng cố gắng đưa ra các cái hướng dẫn để giúp có thể phát hiện sàng lọc, và từ đó cũng là cái cơ sở điều trị. Thứ nhất là ở những nơi như vậy thì cần làm gì? Cần khai thác hỏi kỹ cái tiền sử tiếp xúc các yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ ở đây có mấy vấn đề. Một, hàng đầu thuốc lá, thuốc lào các loại thụ động, chủ động, và gần đây nhất thì các bạn trẻ bắt đầu hút những thứ khác, trong đó có shisha, nhưng cái đó đã được chứng minh chẳng có liên quan đến bệnh mãn tính. Thứ hai, liên quan đến tiếp xúc với các cái khói từ các chất đốt có nguồn gốc thực vật, ở đây rơm rạ, củi, bếp than, tổ ong các loại, và những cái người mà trong nhà chùa thì cũng có liên quan khói hương. Rồi đến các cái ô nhiễm không khí ở những môi trường, những cái khu vực ô nhiễm lớn và cái ô nhiễm không khí trong môi trường làm việc. Thế thì đấy là cái phần hỏi đầu tiên. Sau đó đấy, các cái triệu chứng lâm sàng thì có những cái câu hỏi rất là đơn giản để các chị biết. Câu thứ nhất, ông bà có ho vài lần trong ngày, ở hết các ngày không, rồi có khạc đờm không, ở hết các ngày,
khó thở hơn so với người cùng tuổi không? Tuổi bao nhiêu? Trên 40 hay dưới 40? Có hút thuốc lá hoặc đã từng hút thuốc không? Và nếu như bệnh nhân có 3 câu hỏi dương tính có trở lên thì cần hướng dẫn cho người ta đến gặp thầy thuốc được chẩn đoán điều trị. Thế thì khám lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn đầu ấy, thì cũng có thể không thấy gì đặc biệt lắm. Nhất là bệnh nhân là không có có những cơn cấp thì không, gần như cũng không thấy gì. Nếu bệnh nhân mà muộn hơn, nhất là những cái kiểu hình mà có khí huyết thống giá vây nang thì có thể thấy lồng ngực hình thùng, gõ vang, nghe phổi giảm, vây nang giảm. Nặng hơn thì có thể thấy các cái gì ở phế nang nó giảm rồi, có thể răn rít, răn cái, răn ẩm, răn nổi trong cái đợt cấp. Thì do muộn thì có thể thấy các cái dấu hiệu của suy hô hấp mãn tính, ví dụ như là vấn đề tím môi, đầu chi, vấn đề một số các hiệu quả của suy hô hấp mãn tính liên quan đến toàn trạng của bệnh nhân. Thì khi có những thấy những cái dấu hiệu như vậy từ cái việc mà có tiền sử tiếp xúc với một số triệu chứng lâm sàng thì khuyến cáo cần chuyển tới các cơ sở y tế có đủ điều kiện như tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương để làm thêm các thăm dò chẩn đoán như đo chân thông khí, chụp X quang tim phổi, điện tim vân vân nhằm xác định chẩn đoán và loại trừ nguyên nhân khác các triệu chứng lâm sàng giống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thưa các thầy cô anh chị, thì hiện nay thì một số bệnh viện tuyến huyện cũng đã bắt đầu được trang bị máy đo chân ống hấp hoặc là tự mua sắm theo cái ngân sách của bệnh viện hoặc là được hỗ trợ trong một số các cái chương trình thí điểm. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã xúc tiến cái việc mà phối hợp ngoài cái chương trình mục tiêu triển khai từ năm 2011 đến bây giờ thì các cái công ty dược phẩm như AstraZeneca cũng có thể nói là cũng hỗ trợ rất là tích cực từ nhiều năm nay qua các cái kênh, ví dụ hệ thống mạng lưới chẩn đoán điều trị bệnh nhân ngoại trú COPD Hand Aquacue chỗ phó sư Lý Tất Lan, cũng như gần đây nhất là cái chương trình Healthy Lung liên quan với công ty AstraZeneca mà vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã chính thức phê duyệt cái chương trình cũng như là cái các cái tiêu chí liên quan đến các cái phòng quản lý hen và CBD trong để phục vụ cho thí điểm trong cái chương trình đó. Ngoài cái tiêu chí phòng quản lý CBD được chính thức đưa vào trong cái guideline của Bộ Y tế. Thì đây là cái slide cũng rất là kinh điển. Khi ở những cơ sở mà có máy đo chân ống như vậy thì bệnh nhân sẽ được đo chức năng thông khí với các cái tiêu chí cũng được nói rất rõ trong đó, trong cái quyển guideline chính thức các bạn tham khảo với đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật thế nào. Và xin lưu ý một lần nữa các bạn, với mỗi bệnh nhân đo chức năng thông khí phải được dùng một cái filter riêng cho bệnh nhân đấy. Trong hoàn cảnh hiện nay không thể nào dùng chung một cái filter cho nhiều bệnh nhân được vì cái nguy cơ lây nhiễm rất nhiều thứ, và chị Lan cũng đã nhiều lần trao đổi về vấn đề này. Chúng tôi cũng có dịp đi kiểm tra thì thế cũng vẫn còn có đơn vị dùng chung cho một số bệnh nhân. Và cái tiêu chí chẩn đoán ở đây, cái đo chân thông khí thì cái chỉ số Gensler FM1 NVC dưới 7% sau test phục hồi phế quản được thực hiện với 400 microgram salbutamol là cái thông thường nhất, và một số trường hợp thì có thể dùng thứ khác. Thế thì ngoài chức năng thông khí cần làm thêm gì? Trong điều kiện đất nước chúng ta có rất nhiều thứ bệnh hô hấp, có thể nói bệnh hô hấp là nguyên nhân hàng đầu tất cả các cái diện từ khám người lớn trẻ em bệnh tật tử vong. X quang phổi là cái phải làm đầu tiên, bởi vì sao? Bởi vì sẽ có những cái bệnh nhân có bệnh lý khác cũng triệu chứng gần tương tự, ví dụ như là phổi tuyến chẳng hạn, phân biệt chúng ta xem rồi các bệnh lý đồng mắc khác ung thư phổi rồi sạn phế quản vân vân, những cái đợt cấp nhiễm trùng. Những nơi có điều kiện, cái này khuyên cáo không bắt buộc, thì có điều kiện để chụp cắt lớp vi tính. Nhưng mà nếu chụp cắt lớp vi tính thì khuyên cáo nên chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao để làm gì? Cái đó để đánh giá, một là cái tình trạng giãn phế nang, hai là đánh giá có bệnh lý động mạch khác
như giãn phế quản hay không. Và giãn phế quản là một yếu tố bệnh đồng mắc mà chúng ta cần phải đánh giá để rồi xem trên cơ sở đó để có hướng dẫn điều trị, vì trong hướng dẫn điều trị sẽ có những cái điểm mà nó thay đổi liên quan đến cái việc đồng mắc. Ví dụ những bệnh đồng mắc đấy giãn phế quản hay có tình trạng nhiễm trùng, thậm chí là trục quản cổ xanh. Điện tâm đồ cần làm để đánh giá cái có cái tình trạng suy tim phải không, có phì đại nhĩ phải không, có tăng ngánh thất phải không. Siêu âm tim thì các bạn biết rồi, siêu âm tim được cần làm để làm gì? Siêu âm tim để đánh giá cái, ngoài cái việc mà đánh giá nhĩ phải thất phải, cũng còn đánh giá các cái bệnh đồng mắc khác liên quan đến mạch vành, ảnh hưởng đến các cái vận động của thất trái. Việc đo SpO2 và khí động mạch. SpO2 thì là cái bây giờ tôi tin rằng là nhiều bác sĩ có thể tự trang bị được cho mình rồi, là cái rất là cần thiết để sơ bộ đánh giá cái tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân. Và nếu như có SpO2 thấp thì có chỉ định làm khí động mạch. Và thực ra khí động mạch thì cái là tốt nhất nhưng không phải lúc nào cũng có được. Đấy là vì ngoài cái việc mà đo được áp lực dương phần oxy thì còn đo được carbonic trong máu. Và khí động mạch trong máu nó giúp chỉ định gì? Giúp chỉ định thông khí nhân tạo không xâm nhập. Mà hôm qua trong cái phiên đoàn thể chúng tôi có dịp trao đổi, đã có những nghiên cứu rất là khẳng định rất rõ mà thông khí nhân tạo không xâm nhập sẽ giúp cho cải thiện chất lượng cuộc sống, kéo dài thời gian sống ở những bệnh nhân mà COPD có tăng khí carbonic trong máu. Những nơi có điều kiện có thể đo được tự tích khí cặn với phương pháp pha loãng khí heli hoặc là body plethysmograph, cũng như đo cái xác định được cái dung tích phổi toàn phổi, giúp cho chỉ định đánh giá tình trạng khí cạn trong phổi. Và nơi có điều kiện nữa thì đo khí tan khí đèn siêu. Thế thì chúng tôi nêu những cái xét nghiệm như vậy để làm gì? Để những nơi có điều kiện, không phải là bắt buộc tất cả bệnh đều thực hiện như thế đấy. Những nơi có điều kiện thì làm cho bệnh nhân để đánh giá kỹ hơn, và cũng là cái cơ sở để giúp cho anh chị trao đổi để bảo hiểm y tế chi trả cho những cái thăm dò đó, với một số điều kiện mà tất nhiên là phải có chứng chỉ đã được đào tạo liên quan đến kỹ thuật đó. Về chẩn đoán phân biệt thì hàng đầu thì hen, các bạn cũng biết rồi, và kinh điển thì những người hen thì có cái việc mà các cái xuất hiện các cái cơn điển hình thì chúng ta khám, chúng ta tâm sàng có thể biết. Cái lúc ban đầu bệnh nhân hen thì ngoài các cơn thì có thể khám hoàn toàn bình thường, trong cơn có khó thất phế quản đáp ứng với các thuốc giãn phế quản, hoặc là sau đó một thời gian ngắn thì tự hết đi. Chức năng thông khí đo thì sẽ thấy cái chuyện mà phục hồi gần như hoàn toàn sau test phục hồi phế quản. Tuy nhiên cũng có những trường hợp hen lâu thì cái đáp ứng nó cũng chậm, không phải làm test phục hồi phế quản đáp ứng hết đâu. Có những trường hợp thì phải điều trị một thời gian rồi mới đáp ứng, và có những trường hợp thì cũng không đáp ứng. Và trong cái phần mà các cái kiểu thể hình ấy thì có phần ACO thì cũng đã được nêu trong guideline. Lao phổi cái rất thường gặp rồi, chính vì đấy ban đầu tôi cũng trao đổi cần làm phim X quang phổi rồi một số thăm dò khác. Lao phổi là cái mà có thể nói hiện nay vẫn còn vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Giãn phế quản thì trên thực tế rất nhiều bệnh nhân vào viện, đến khám các sở y tế vào viện hoặc là giãn phế quản đơn thuần mới xuất hiện từ lúc còn khá sớm, hoặc là sau hậu quả của một số bệnh lý, ví dụ như lao phổi và giãn phế quản khu trú, hoặc là trên cái nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có cái tình trạng giãn phế quản đồng mắc. Lúc ấy thì cái giãn phế quản nó không nhiều. Thế trên thực tế chúng tôi rất gặp rất nhiều trường hợp những bệnh nhân có thể được từ bé chẩn đoán là hen vì cứ ho khò cử mà khạc đờm, bỏ sót cái chuyện đó. Ở Việt Nam cũng xin những dịp này cũng xin nhắc lại các anh chị cần quan tâm, đặc biệt các anh chị mà làm theo dõi các cháu kể cả nhi ấy, thì phát hiện sớm hội chứng mà cái mục thứ năm viêm toàn tiểu phế quản, hội chứng xoang phế quản, nếu phát hiện sớm điều trị cho bệnh nhân thì nó không dẫn đến giãn phế quản, đỡ phá hủy tổn thương phổi. Và cái viêm toàn tiểu phế quản thì thực ra ban đầu nó cũng chỉ có một vài cái dấu hiệu, cũng có thể có thắt phế quản một chút, cắt lớp vi tính lớp mỏng phân giải cao cũng có thể thấy
một số cái tổn thương trên PCT, chúng ta giúp cái tổn thương của cái tiểu phế quản thì chúng ta phát hiện được và điều trị sớm. Các bạn ở Nhật từ những năm 2002 giúp chúng tôi triển khai cái việc mà khẳng định cái có cái hội chứng xoang phế quản Việt Nam và điều trị hiệu quả nếu chúng ta điều trị một cách sớm và kéo dài với macrolide. Thế cái đánh giá phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tương tự như gôn, chúng tôi xin cũng không nhắc đi sâu cái phần này, các anh chị đã xem trình bày hôm qua rồi, dựa trên mấy cái thông số. Một là về đo chức năng thông khí với chiều FM1. Thứ hai, liên quan đến cái tiền sử đợt cấp trong cái năm trước. Thứ ba, liên quan đến các triệu chứng lâm sàng đánh giá bằng thang điểm MRC và thang điểm CAT. Sau đó chia ra 4 nhóm A, B, C, D tùy theo cái liên quan về triệu chứng lâm sàng, liên quan tiền sử đợt cấp. Sẽ ra 4 nhóm như vậy. Thế thì về một số các cái kiểu hình thì trong đó chúng tôi có nói liên quan đến sự kiểu hình tình trạng viêm phế quản mãn tính chi ưu thế, rồi kiểu hình khí huyết thống chi ưu thế. Hôm qua chúng ta cũng có dịp trao đổi liên quan đến cái bài của tiến sĩ Thọ đó. Và kiểu hình được cấp thường xuyên với hai cấp trở lên, cũng như kiểu hình có dạng phế quản phối hợp và chồng lấp hen, mình phải đánh tính gọi là ACO. Thì các cái phần liên quan này kiểu hình thì chúng tôi đã được gọi là ghi kỹ trong cái phác đồ chính thức. Thế liên quan đến ACO thì cái guideline của chúng ta sau khi nhiều lần trao đổi thì thấy thôi chọn theo cái sơ đồ tích cực chẩn đoán đã được Hội Hô hấp Tây Ban Nha đưa ra năm 2017. Đó là những cái người dựa trên mấy hiện tượng. Một là tuổi trên 35, hút thuốc lá hoặc đã hút thuốc lá trên 13 năm, tiếp xúc với khói bụi khi độc hại và có cái chỉ số F1 trên FVC sau test phổi quản dưới 1%. Thì có mấy cái hướng như nhất là hiện tại được chẩn đoán là hen có hay không, nếu không thì xem xét cái việc mà đánh giá cái cải thiện F1 sau test phổi phế quản, nếu cải thiện được trên 15% và trên 400 ml sau test phổi phế quản và hoặc bạch cầu hái toan trên 300 bạch cầu hái toan trên 1 ml thì coi như ACO. Và nếu như hiện tại đã chẩn đoán là hen với cái tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn như vậy thì coi như ACO. Và hôm qua thì chúng ta đã được nghe các báo cáo rất là sâu liên quan đến các cái thành phần cấu phần viêm trong CVD. Với những bệnh nhân mà có cái nhiều bạch cầu hái toan trong máu hoặc trong đờm bệnh nhân thì cái chi phí nặng hơn, nhiều hơn, diễn biến nặng hơn. Thì đấy là sơ bộ cái phần ban đầu mà tôi được phân công trình bày. Thì tiếp theo trân trọng giới thiệu và kính mời Phó sư tiến sĩ Lê Tuyết Lan trình bày phần tiếp theo. Xin mời chị Lan.